Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem kênh Một Câu Bạc Liêu ha. Thì bữa trước em có quay một cái clip á, em cần bán một số cặp kinh Hà Lan cũng như là Mondain. Thì mấy bữa rày thì cũng có mấy anh em gọi điện cũng như là nhắn tin cho mình, thì cũng chốt được mấy cặp rồi. Thì bây giờ đó là còn lại mấy cặp thì mình quay báo với mọi người ha. Thì anh em nào có nhu cầu thì inbox với em ha. Thì đàn chim này rất là đẹp. Đàn chim này nói chung là cũng là những cái con chim mà nhà em nuôi từ trước đến giờ. Thì em cũng đã quay clip lên hàng ngày, hàng tuần, lâu lâu để em cứ quay lên cho anh em biết thì chim nhà em nó sinh sản như thế nào, hay là sinh sản không được như thế nào, thì em cũng đã chia sẻ thật tình với tất cả mọi người rồi. Nên là mọi người có thể nói là mọi người, nếu mà anh em nào mà theo dõi cái kênh của em rõ thì sẽ biết hết tất cả những cái con chim nhà em, cặp nào ra con được, cặp nào ra con không được luôn ha. Thì quay trở lại vấn đề thì bây giờ còn lại mấy cặp ha anh em. Thì trước tiên thì bây giờ có một cái em kinh xanh nè anh em. Kinh xanh này trống nha anh em, kiền 2023. Thì con này nó cũng tơ tơ anh em. Nó cũng được 1, 2, 3, được 5 lông mà. Kinh trống nha anh em, kinh xanh trống 5 lông mà. Thì dáng cũng rất là cao ráo, tròn, đốt. Con này dáng đẹp anh em. Con này nặng nha anh em ơi, con này rất là nặng. Tao cũng tầm 9 lạng á. Rất là to nặng luôn. Thì còn nó còn lên nữa, anh em nào mà ưng thì có thể là chốt mẹ cho em này nha. Em này thì lẻ. Rồi cái thứ hai nữa thì em bán cặp kinh kỳ lân anh em. Thì kinh kỳ lân nó cũng giống như, nó cũng cùng bổn với mấy con này nè anh em. Thì lớn lên nó cũng to vậy đó. Thì bây giờ nó còn ăn cứng anh em, cứng là nó tập ăn nên nó hình nó còn nhỏ. Đấy, màu kỳ lân anh em, kỳ lân đậm ha. Hai con này anh em, con này thì em mới mua về, em không có bán. Con này em mới mua về em làm giống, không có bán. Để mình kiếm cái màu nó đậm hơn anh em. Em thích cái màu đậm như vậy nè. Còn mấy con này thì nó cũng là vẫn là kỳ lân thôi, nhưng mà nó cái màu nó sáng hơn chút xíu. Thì em không ưng mà em kiếm cái màu đậm hơn. Thì cặp này bán ha anh em. Anh em nào chốt cặp này thì có giá mềm luôn ha. Rồi ba con, hai con kỳ lân với con xanh này ha. Rồi rồi cặp bên đây, bên đây thì hơi tối để em mở đàn lá lên, đàn lá lên xem nè. Nó đạp máy nè. Anh chân anh cũng gọn gọn, anh đạp máy dễ lắm. Đây cặp kinh tiger, con trống thì màu đen nhưng mà có máu tiger nha anh em. Trống dáng rất là đẹp luôn. Trống tơ, trống đâu tầm 895 gì đó. Con trống này thì em thấy là nó đã leo mình lên máy đạp ok rồi đó, thì chỉ cho cồ thôi. Máy này thì con máy mà ở nhà em nói với anh em là nó đẻ trứng to chập á đó anh em. Thì con máy này nói chung là nó cũng lên cổ ok hết trơn rồi. Nhưng mà nó có cái khó là ghép với trống á, có khi nó cho trống đạp, có khi nó không cho con trống đạp, mà do con trống kia anh em, con trống bên kia. Để chút xíu em quay tới cho anh em xem là nó sung quá, nó kiểu như nó làm liên tục gì đó. Cái con máy nó sợ con trống đó anh em, chứ không phải vấn đề là con máy bị gì chứ, tại vì con máy này nó sợ con trống kia nên là em ghép nó với con trống này. Con trống này thì nó hiền hơn, cái tết nó đậm hơn, tức là người ta còn biết yêu thương, ta biết cắn mỏ âu yếm rồi từ từ. Còn ông kia ông vô ông làm hùng làm hổ, mấy con máy nó sợ cũng chết luôn. Thì cặp này thì giá nói chung cũng không có rẻ mà cũng không có mắc anh em. Rồi cặp thứ hai, rồi cặp thứ ba, cặp này thì trống bạc mái xanh. Em có nói bữa hổm là cặp này là ra con là màu kỳ lân không anh em. Thì cặp này nếu mà nói là nếu mà bán rẻ thì em bán cũng không được, tại vì
Cặp này trọng lượng của nó rất là khủng anh em. Con trống này là 1,1 kg, con mái là cũng đỉnh điểm cũng là 1,1 kg. Thì có khi nó đẻ nó lên xuống 1,50 kg, 1,1 kg vậy đó, nó lên xuống tầm đó. Thì con mái cũng rất là tròn đẹp. Thì cái cặp này nói chung mắc á, thì mắc ở con mái thôi. Con trống này thì nói chung cũng không có mắc gì nhiều. Thì cặp này mắc là mắc ở con mái. Con mái nó rất là đẹp anh em. Thì nguyên cặp này thì em cũng bán luôn. Anh em nào thích thì em bán luôn, hoặc là mua lẻ con trống gì đó thì em cũng bán luôn. Nhưng mà mua lẻ con mái em không bán nha anh em. Mua lẻ con trống em bán, hoặc là mua nguyên cặp thì em bán. Thì giá cả thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với em ha. Cặp này thì bao đẻ bao cồ cho anh em luôn. Thì chắc ở nay mai gì nó có đẻ rồi đó anh em. Mai gì nó có đẻ. Còn cái cặp này nè anh em, cặp cặp cha mẹ của cái cặp kinh kỳ lân nãy đó, thì nửa lớn nó cũng da dáng cũng gì nè anh em. Đó, to tròn như nè. Thì cặp này bữa em quay á, em nói báo giá em quay bán á, thì nó đẻ luôn rồi mọi người. Thì nó đẻ 2 trứng rồi. Em lấy cho máy ấp rồi. Thì để trứng giả cho nó ấp lên nè. Nó đã đẻ 2 trứng rồi. Nè cái con trống mà em nói nó sung, nó sung quá nè. Nó sung dữ lắm. Tức là những cái con trống mà nó sung như vậy á, thì anh phải ghép nó với mấy anh em phải ghép nó với mấy già. Mấy già chứ mấy anh em đừng ghép nó với mấy tơ nó làm hùng làm hổ rồi, mấy tơ nó sợ chết xanh hết. Nên là ghép với mấy con mấy già thì nó kiểu giống như là nó đã đạp, nó đã cho trống đạp nhiều lần rồi, nó quen rồi, nó không có sợ. Con mái này cũng rất là đẹp. Ghép lại 2 con này không biết ra màu gì luôn. Trời ghép chơi anh em. Cặp này không có bán nha anh em ơi. Rồi chỉ một con mon kem, mon vàng gốc kem anh em. Con này thì chạng nhỏ, chim cũng nhỏ, nhưng mà được cái màu vàng gốc kem anh em. Thì giá nó cũng rẻ. Thì anh em này hàng lai tạo nha anh em. Anh em nào thích thì đem về lai tạo chơi, mềm cho anh em thôi. Rồi còn cái cặp hai cặp này anh em, thì bữa em quay á, thì có bữa là em ghép hai con kỳ lân với hai con xanh bên đây nè. Nhưng mà có khách đó, người ta muốn kiểu giống như người ta muốn chơi màu kỳ lân á anh em, nhưng mà người ta nếu mà ta bắt nguyên một cặp kỳ lân luôn á thì nó hơi mắc, nó hơi mắc. Nên nó là người ta quyết định nó là mấy con gà la sùm anh em. Tức là người ta muốn mua là nó vẫn có xác xuất ra màu kỳ lân, nhưng mà người ta muốn là giá nó mềm hơn. Nên đó là người ta sẽ mua là một con kỳ lân với một con xanh, người ta ghép lại thì nó vẫn ra kỳ lân bình thường anh em. Như em ghép xanh với bạc nó còn ra kỳ lân nữa mà, thì có một con kỳ lân với một con xanh nó vẫn ra kỳ lân thôi chứ không có gì hết. Thì có một người, có anh khách kia ảnh nhà mình tách ra vậy, ảnh muốn mua con xanh với con kỳ lân thì ảnh bắt cặp đó xong rồi còn cặp kia. Còn cặp này thì có khách chốt bắt luôn rồi. Thì coi như là hai cặp này là bán hết rồi đó. Hai cặp này là khách đã bắt hết rồi đó. Dán này rất là đẹp luôn. Thì anh em nào mà liên hệ bắt sớm thì có chim đẹp sớm. Còn lại mấy hàng còn lại thì coi được cái nào thì anh em inbox cho em sớm nha. Rồi hai cặp này là bay anh em. Rồi với em bán thêm anh em, tức là có con trống này nè anh em. Con trống này màu kỳ lân đậm. Màu kỳ lân đậm đã lên cồ ok luôn rồi anh em. Bữa nó đạp con máy bạc này lưới sò mà lên cồ luôn. Con của nó nở bên kia, chút xíu em quay cho mọi người xem. Thì nó ra màu xanh anh em, chí vậy đó. Con trống kỳ lân mà con máy bạc mà nó lại ra màu xanh mới ghê chứ. Thì con này em bán nha anh em. Con này giá thì nói chung là cũng không có rẻ. Màu kỳ lân đậm thì anh em biết rồi đó, giá trị cũng rất là cao. Nhưng mà do là con này nó hơi nhỏ chạng á,
em nên em bán bỏ. Em tưởng là những con trống nó to khủng hơn để em làm giống. Con này thì do là ngày trước nó bị bệnh, một cái đợt bạo bệnh rất là, rồi xong cái nó ốm rồi nó xuống luôn anh em, nó ốm nó xuống luôn, rồi từ từ nó bị lãi rồi em sổ lãi rồi nó hết lãi rồi nó mới lên lại. Bây giờ thì nó cũng đâu xích xót đâu, cũng 9,5 lạng 1 ký vậy anh em. Nhưng mà em muốn bán vỏ để em kiếm những con trống đẹp hơn nữa. Thì anh em nào cần trống về đổ máy thì có thể bắt em này ha. Em này thì bao cò cho anh em luôn. Bao trống bao cò. Rồi. Để em quay hai con chim con cho anh em xem. Thì cái cặp vú này có thể nói là cái cặp chim vú này anh em có thể nói là cặp chim vú xuất sắc của nhà em luôn. Là nó chăm con là kinh khủng khiếp. Em cho nó nuôi một lần 4 con chim nè anh em, mà trong đó là có hai con mon, hai con bồ câu gà nghe anh em. Sở dĩ đúng ra là em sẽ không cho nó nuôi bồ câu gà đâu, nhưng mà anh em biết sao, tại cặp bồ câu gà này là con của nó, là cặp này nuôi con quá tốt, quá xuất sắc, nên em phải giữ giống nó lại để em gầy chim vú về sau. Cặp này nuôi con quá cực kỳ tốt luôn, nên em cố gắng em lấy lại con của nó. Thì không phải là em đối xử ác gì với nó đâu anh em, những em thấy em nuôi 4 con gì nó em ác nó, nhưng mà thực chất không phải. Giống như sáng em thức dậy phải không, là em ra em bơm tiếp cho nó một cái bầu diều, là như vậy là bố mẹ nó không có đút nhiều hết trơn á. Rồi chiều về thì em cũng bơm cho nó một bầu diều no vậy nè, là nó ngủ tới sáng. Nên là coi như là bố mẹ của nó chăm rất là nhàn, chứ không phải là vật vả giống như mà anh em nghĩ là 4 con là bơm liên tục không có. Thí dụ như lúc nhỏ thì sữa diều á thì mình không can thiệp được, tại con chim bố mẹ nó nuôi con bằng sữa diều, mà mình không có sữa diều mình bơm vô là con chim con nó chết liền. Thì lúc nhỏ thì nó phải nuôi thiệt sự là nó nuôi 4 con, nhưng mà tầm có khoảng 7-8 ngày tuổi là lúc đó mình bơm cám vô là con chim con nó chịu anh em. Nó chịu rồi thì mình tiếp bố mẹ nó vậy, thì bố mẹ nó nuôi cho chim con cũng rất là khỏe thôi, chứ không có gì hết. Thì cái cặp hồi nãy em nói là con trống kỳ lân mà con mái bạc, nhưng mà nó ra con chim con màu xanh nè anh em. Này có con của nó nè, nó ra xanh này, con này màu này màu xanh này. Còn cái cặp mà con trống bạc con mái xanh đó thì nó ra con màu kỳ lân nè anh em, con đậm luôn nè. Con này khủng lắm, cái cánh nó bè bè cái gì là anh em biết là nó khủng lớn, nó khủng, nó to khủng. Thì cặp này có khách chốt luôn anh em. Có khách chốt luôn rồi, nhưng mà anh đó chưa có chuyển khoản. Thì anh nào mà chuyển khoản trước thì em giữ chim cho anh đó. Thì cặp này là con xanh với con kỳ lân anh em. Thì cũng có nãy có khách điện hỏi chốt rồi đó, nhưng mà chưa có thấy chuyển khoản cặp chim. Rồi thì nói chung là cũng cảm ơn rất là nhiều những cái anh em mà đã theo dõi kênh Bồ Câu Bạc Liêu và ủng hộ kênh trong những thời gian qua. Thì em hứa là trong thời gian tới chim nhà em á có ra thì em sẽ làm một số cái mini show để mà làm chương trình bốc thăm trúng thưởng để cho anh em mình được quà tặng miễn phí anh em. Nhưng mà anh em chịu phí ship nha, tức là em sẽ làm một cái chương trình bốc thăm trúng thưởng hay là sổ số gì đó, chọn số gì đó, thì anh em nào trúng thì em sẽ gửi tặng cho một con chim gửi tặng cho một con chim, rồi anh em trả tiền ship thôi. Chim thì em tặng miễn phí cho anh em. Anh em có đồng ý không ạ? Rồi cảm ơn anh em đã xem clip ha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ em để mà theo dõi những clip mới nhất của Bồ Câu Bạc Liêu về chia sẻ những kinh nghiệm trong chăn nuôi bồ câu kiển cũng như là những thuận lợi khó khăn nha anh em. Rồi chào tạm biệt tất cả các anh em, chúc anh em xem clip vui vẻ nha.